Vitamin E Kylen là gì mà được nhiều chị em tìm kiếm đến vậy? Sản phẩm này có tốt như những gì đang được quảng cáo hay không? Phải sử dụng sản phẩm thế nào để không gây các biến chứng và đạt hiệu quả cao nhất? Tất cả những băn khoăn trên của chị em sẽ được Hoa Beauty chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay nhé! Như mọi người đã biết thì vitamin E không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người mà còn mang đến những tác dụng tuyệt vời cho làn da, mái tóc. Cũng chính vì thế mà vitamin E được chị em tận dụng như một cách làm đẹp tự nhiên, hiệu quả và an toàn. Thương hiệu Kylen Signature thì đã nghiên cứu, sản xuất và cho ra mắt thị trường sản phẩm vitamin E Kylen với hàm lượng vitamin E tối ưu, không chỉ được ưa chuộng sử dụng tại Mỹ mà còn được tin dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thương hiệu Kylen Signature thì vốn là thương hiệu thực phẩm chức năng thiên nhiên hàng đầu của Mỹ, được thành lập vào năm 1995. Thương hiệu này trực thuộc tổng công ty Costco Wholesale, nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, sở hữu hơn 400 kho hàng trải khắp đất nước. Các sản phẩm của Kylen Signature thì được khách hàng ưa chuộng nhất như là Glucosamine Kylen 1500mg, Vitamin E Kylen, Daily Multi Kylen. Riêng về sản phẩm Vitamin E Kylen, thì sản phẩm có chứa hàm lượng Vitamin E 400 EU là thành phần chính. Trong đó thì một đơn vị quốc tế EU bằng 1mg. Sản phẩm này đặc biệt không có chứa chất bảo quản, không chất tạo màu, không hương liệu nhân tạo hay bất cứ hóa chất độc hại nào khác, đảm bảo độ an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Về công dụng thì Vitamin E Kylen giúp tăng cường sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh do thiếu hụt vitamin E trong cơ thể, đồng thời chống viêm, ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, đặc biệt là lão hóa da. Sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi cho da, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong hoặc làm đẹp da bên ngoài. Bên cạnh đó thì vitamin E Kylen cũng giúp bảo vệ da và mái tóc khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài như là bụi bẩn, ánh nắng, tia UV hay là hóa chất. Sản phẩm còn thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, sẹo thâm do mụn để lại, làm mờ các nếp nhăn trên da. Đồng thời còn thúc đẩy tuần hoàn cho da đầu, duy trì độ ẩm tự nhiên trong da đầu, hạn chế tình trạng bong chóc cũng như là nuôi dưỡng mái tóc khỏe đẹp và bóng mượt hơn. Bạn có thể thoa tinh chất vitamin E trực tiếp lên mái tóc để cải thiện tình trạng tóc yếu và khô sơ. Ngoài ra thì vitamin E Kylen cũng hỗ trợ tốt đối với nội tiết tố của các chị em phụ nữ, giúp cân bằng hormone và điều hòa kinh nguyệt. Đồng thời thì sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện các triệu chứng về mắt và thần kinh như là giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do vấn đề tuổi tác, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở người già và người lớn tuổi. Hiện nay thì thương hiệu Kylen Signature có sử dụng hai hình thức đóng gói, đó là hộp nắp trắng và nắp đỏ. Trong đó thì nắp đỏ sử dụng hình thức nắp bật, còn nắp trắng thì sử dụng hình thức nắp vặn. Hai hình thức đóng gói này được hãng sử dụng song song, khách hàng có thể lựa chọn tùy theo ý thích của mình. Một số quan niệm cho rằng hộp nắp đỏ là sản phẩm cũ thì là không đúng. Tiếp theo là một điều có lẽ tất cả các chị em đều quan tâm, đó là việc phân biệt vitamin E Kylen thật và giả. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý nhé. Đặc điểm của sản phẩm vitamin E Kylen thật, đó là sản phẩm có nắp màu đỏ đối với dạng nắp bật hoặc là nắp màu trắng đối với dạng nắp vặn. Sản phẩm có dấu hiệu USB nổi bật nằm ở bên trái. Mặt sau của nhãn hiệu thì có in mã số lô hàng rõ ràng và nổi bật. Đồng thời thì bảng thông tin thành phần của sản phẩm khá là ngắn gọn, bao gồm thành phần chính là vitamin E 400 EU. Hướng dẫn sử dụng thì được in ngay phía trên phần thông tin thành phần. Ngoài ra thì sản phẩm còn có một bảng màu vàng nổi bật tại góc dưới ở mặt sau. Sản phẩm bên trong thì có màu sắc rất là tươi, mỗi viên nang thì rất là tự nhiên và trông đều màu. Đối với sản phẩm vitamin E Kylen giả thì sản phẩm sẽ có nắp màu khác hoặc là thiết kế nắp lỏng lẻo không chắc chắn. Sản phẩm có hoặc là không có dấu hiệu của USB trên sản phẩm, chữ viết thì in mờ và không rõ ràng. Không có mã số lô hàng tại mặt sau của sản phẩm hay là không có bảng màu vàng tại góc dưới ở mặt sau của sản phẩm. Ngoài các đặc điểm nhận dạng trên thì chị em cũng có thể sử dụng phần mềm check mã để kiểm tra thông tin của sản phẩm. Sản phẩm thật thì sẽ có đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm như là nhà sản xuất, thành phần, công dụng, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Tiếp theo là về đối tượng sử dụng vitamin E Kylen thì sản phẩm an toàn đối với người khỏe mạnh.
có thể sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, nhưng tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có liều lượng phù hợp và hiệu quả nhất. Sản phẩm chống chỉ định với trẻ em dưới 12 tuổi, người dị ứng với aspirin và động vật có vỏ. Đối với các trường hợp đang sử dụng thuốc điều trị bệnh, người chuẩn bị phẫu thuật, người có vấn đề và đang điều trị các vấn đề về máu thì cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng sản phẩm vitamin E Kylen. Về cách dùng sản phẩm vitamin E Kylen thì chị em nên uống 1 viên một ngày, uống trong bữa ăn sáng để có hiệu quả tốt nhất. Và tuyệt đối không dùng quá 400 IU một ngày để tránh tình trạng dư thừa vitamin E. Chị em nên lưu ý để kín nắp sau khi sử dụng, bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nơi ẩm thấp hay là tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Đồng thời cũng lưu ý để sản phẩm xa tầm tay của trẻ em. Một câu hỏi mà khá nhiều chị em đặt ra cho Hoa Beauty đó là vitamin E Kylen có bôi mặt được hay là không? Thì Hoa Beauty xin trả lời đó là dầu vitamin E tương đối lành tính, ít gây kích ứng da mặt, có thể thoa trực tiếp lên da mặt để hỗ trợ làm đẹp da. Đối với vitamin E Kylen thì được đóng gói dưới dạng viên nang, vỏ mềm. Chị em có thể dùng kim nhọn chọc vỡ lớp vỏ ngoài để lấy phần dầu chứa vitamin E bên trong. Tuy nhiên, đối với những người có làn da dầu, lỗ chân lông to và nhiều mụn thì không nên thoa trực tiếp vitamin E lên da, tránh làm tắc lỗ chân lông, tăng nguy cơ gây mụn và khiến cho tình trạng mụn trên da nghiêm trọng hơn. Còn đối với những người có làn da khô thì có thể thoa vitamin E Kylen lên mặt 2-3 lần một tuần để tăng cường độ ẩm cho da. Tiếp theo cũng là một câu hỏi khá là quen thuộc của nhiều chị em, đó là vitamin E Kylen có tốt và có an toàn hay không? Vitamin E Kylen thì là sản phẩm đến từ thương hiệu Kylen Signature, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không phải là sản phẩm trôi nổi trên thị trường nên chị em hoàn toàn có thể yên tâm. Đối với liều dùng vitamin E Kylen 400 IU, một viên một ngày thì có thể cung đủ lượng vitamin cần thiết cho cơ thể, phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt hay dư thừa vitamin E trong cơ thể. Ngoài thành phần chính là vitamin E 400 IU thì sản phẩm chỉ chứa thêm một số thành phần phụ khác như là dầu đậu nành, gelatin, glycerin, không chứa chất bảo quản, không chất tạo màu, hương liệu nhân tạo hay bất cứ hóa chất độc hại nào, giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Như vậy thì chị em có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Để giúp chị em có cái nhìn khách quan nhất thì Hoa Beauty xin đưa tới một số phản hồi từ phía khách hàng đã sử dụng sản phẩm. Dưới đây là phản hồi từ phía khách hàng sử dụng vitamin E Kylen trên trang Amazon. Mọi người có thể thấy hầu như mọi khách hàng đều đánh giá 5 sao cho sản phẩm này, cùng với đó là những lời khen ngợi cho nhà sản xuất. Như là các viên vitamin E Kylen thì khá là dễ nuốt, tôi đã sử dụng dầu để giúp làm mờ một số vết sẹo trên khuôn mặt và đã sử dụng nhãn hiệu này từ khi 16 tuổi và luôn cảm thấy đó là một sản phẩm tốt. Hay là sản phẩm là một trong số ít những sản phẩm mang dấu hiệu USP Verified, nghĩa là bạn có thể tin cậy vào hiệu quả và độ tinh khiết của nó. Sản phẩm cũng có giá cả hợp lý. Ngoài ra thì mọi người có thể quan sát thêm một số phản hồi từ phía khách hàng ở trên web Trẻ Thơ. Một chị khách hàng thì cho biết đó là chị sử dụng thương hiệu này được khoảng 4 năm, từ năm 28 tuổi. Và khi sử dụng thì da rất là đẹp, nhìn trẻ hơn tuổi thật một chút và đặc biệt là không thấy nếp nhăn, đến cả nhăn ở mắt cũng không. Hoặc là mọi người có thể tham khảo một số cảm nhận của khách hàng gửi trực tiếp tới Hoa Beauty như là của chị Yến Ly, 29 tuổi, đến từ Đồng Nai. Mình đã sử dụng Kylen Signature Vitamin E 400 IU được hơn nửa năm rồi. Da rẻ và sức khỏe cải thiện rất nhiều. Những vết thâm mụn đã biến mất, da mặt của mình cũng mịn màng và đều màu hơn. Đặc biệt mình cảm thấy người luôn khỏe khoắn, chứ không có cảm giác uể oải, mệt mỏi thường xuyên như trước đây. Chị Thu Thủy, 35 tuổi, ở Ninh Thuận thì cho biết, gần 3 tháng sử dụng viên uống Kylen Signature Vitamin E 400 IU thì chị thấy các nếp nhăn ở mắt, trán, khóe miệng và vết nám hai bên má đã mờ dần, da rẻ cũng trở nên hồng hào. Và cuối cùng thì Hoa Beauty sẽ gợi ý cho các chị vitamin E Kylen bán giá bao nhiêu và có thể mua được ở đâu. Theo như khảo sát nhanh thì hiện nay trên thị trường, sản phẩm vitamin E Kylen đang được bán với mức giá dao động từ 350.000 đồng tới 450.000 đồng trong một hộp 500 viên. Giá bán cụ thể thì sẽ tùy theo chính sách bán hàng của từng đơn vị cung cấp. Chị em có thể tìm mua sản phẩm tại một số hiệu thuốc tân dược, cửa hàng thực phẩm chức năng hoặc là đặt mua trực tuyến thông qua các trang mua sắm uy tín như là Tiki, Lazada, Sendor, Shopee hay là Hoa Beauty, hoặc là có thể mua thông qua một nguồn hàng xách tay. Hiện nay trên thị trường thì vitamin E Kylen được rất nhiều chị em tìm kiếm nên là cũng xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái,
với kiểu dáng giống như hàng thật. Hub Beauty mong rằng những chia sẻ ở trên thì sẽ giúp mọi người hiểu thêm về sản phẩm. Và nếu như muốn mua hàng thật thì chị em hãy lựa chọn những đơn vị uy tín phân phối để mua được hàng chất lượng. Nếu như mọi người cần tư vấn về vitamin E, cách sử dụng sao cho hiệu quả thì có thể để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp Hoa Beauty theo số hotline Zalo 0985 22 9900 hoặc truy cập vào website hoabeauty.vn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hãy ấn like và share ở mỗi video nhé. Cũng như đừng quên ấn subscribe để ủng hộ cho Hoa Beauty. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.